sớm mai thức dậy, phục sức xong rồi, nên chắp tay hướng về Tây niệm Phật, nên lấy hơi dài, niệm liên tiếp luôn hết một hơi, kể là một niệm, niệm đủ 10 hơi là 10 niệm, nhưng đừng nên quá cố gắng, hơi hoặc dài ngắn, tiếng hoặc cao thấp, niệm hoặc chậm mau, đều tùy tiện theo sức của mình. Niệm xong, phát nguyện vắng tắt cầu sanh Tây Phương. Nếu có thờ Phật, nên đối trước Phật mà niệm, nhưng khi mới vào và lui ra, đều phải lễ ba lạy. Pháp thập niệm này rất tiện lợi cho người có nhiều duyên sự. Nếu mỗi ngày thực hành y theo đây, lấy trọn đời làm kỳ hạn, thì quyết định sẽ được vãng sanh. Từ Giác Đại Sư. Đại sư Húy là Tông Trách, người đất Tương Dương, ngài xuất gia theo Tú Thiền Sư ở chùa Trường Lô tu hành, phát minh được chỗ tâm yếu. Trong năm Ngân Hữu, đại sư rước mẹ già về ở nơi phương trượng phía đông chùa, khuyên mẹ niệm Phật. 7 năm sau, bà được vãng sanh. Ngài tuân theo quy củ ở Lô Sơn, kết liên hoa thắng hội, khuyên hàng tăng tục niệm Phật. Cảm đến hai vị Bồ Tát Phổ Hiền Phổ Huệ, ứng mộng xin ghi tên vào hội, để tỏ sự mật hộ tán thành. Từ đó những người hướng về theo ngài càng lúc càng đông. Linh Chi luật sư khen ngài là bậc đại thừa đạo sư ở thời buổi ấy. Khi lâm chung, ngài ngồi kiết già niệm Phật mà hóa. Đại sư nói, người mới học đạo, nhẫn lực chưa thuần, nên phải mượn tịnh duyên để giúp phần tăng tiến. Tại sao thế? Bởi ở cõi Ta Bà, Phật Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa giáng sanh. Miền Cực Lạc thì từ phụ A-di-đà hiện đương thuyết pháp. Với Đức Quán Âm Thế Chí, người cõi Ta Bà luống khát ngưỡng danh lành. Nếu về tịnh độ, thì bậc thượng thiện nhân như hai ngài ấy đều là bạn tốt. Ở Ta Bà, các loài ma nổi dậy, làm não loạn người tu. Trái lại, nơi cõi Cực Lạc, trong ánh đại quang minh đâu còn ma sự. Ở Ta Bà, để bị tiếng là quấy loạn, sắc đẹp mê tâm. Miền Cực Lạc thì chim nước, rừng cây đều tuyên diệu pháp. Trân báo thanh tịnh, đâu có nữ nhân. Thế thì duyên tu hành thuận tiện đầy đủ, không đâu hơn cõi Tây Phương. Tiếc cho kẻ nông cạn kém tinh, trở lại nghi ngờ hủy báng. Xin đưa ra đây ít điều để luận. Ở cõi này, cảnh nhà thế ồn ào, dễ khiến cho người chán, nên có nhiều kẻ mến cảnh chùa vắng lặng, bỏ tục xuất gia. Nhưng nỗi khổ ở Ta Bà đâu phải chỉ có sự phiền phức của nhà đời. Sự vui ở Cực Lạc màu nhiệm không cùng, đâu phải chỉ như cảnh chùa thanh tịnh. Biết xuất gia là tốt mà không chịu cầu vãng sanh, đó là điều lầm thứ nhất. Ở cõi này người tu hành khó nhọc, trải muôn dặm đường xa, đi tìm bậc tri thức để phát minh việc lớn, giải quyết sự sống chết luân hồi. Cõi Cực Lạc, Đức Di Đà Thế Tôn, nghiệp sắc tâm đều thắng, nguyện lực rộng sâu. Một khi diễn tiếng viên âm, người nghe đều tỏ ngộ, nguyện tham phỏng bậc tri thức, mà không muốn thấy Phật là điều lầm thứ hai. Người tu ở cõi này, thấy chùa lớn chúng đông đều ưa thích muốn ở, những chỗ chúng ít lại không muốn nương theo. Ở cõi Cực Lạc, hàng nhất sanh bổ xứ rất nhiều, các bậc người thượng thiện đều hội lại một chỗ.
muốn gần gũi chùa lớn mà không mến hải chúng thanh tịnh ở Tây Phương là điều lầm thứ ba. Ở cõi này, kẻ thượng thọ không quá 100 tuổi, tính lại lúc ấu thơ dại khờ, khi già cả suy yếu, lúc đau bệnh, khi ngủ nghỉ, bao nhiêu đó đã chiếm hơn phân nửa đời người. Phương chi, bậc Bồ Tát còn mê khi cách ấm, hàng thanh văn còn muội lúc xuất thai, tất bóng ngàn vàng 10 phần hao hết chính, mà tu hành chưa lên ngôi bất thoái, thật đáng kinh lòng. Người ở Tây Phương thọ mạng không lường, một khi gửi chất nơi hoa sen, thì không còn sự khổ sanh già bệnh chết, tu hành tiếp tục mãi cho đến khi chứng quả Bồ Đề. Cam chịu luân chuyển ở cảnh ta bà ngắn khổ, mà quên miền cực lạc Trường Xuân là điều lầm thứ tư. Ở cõi này như bậc đã chứng quả vô sanh, sống trong dục trần mà không mê nhiễm, mới có thể vận lòng từ bi, trí phương tiện, cứu độ muôn loài. Còn kẻ trí huệ cạn mới tương ứng đôi chút pháp lành, bèn cho mình là bậc cao siêu tự tại, chê bai tịnh độ, tham luyến ta bà, không biết tự lượng, mong sánh với bậc đại quyền Bồ Tát, để rồi ngày kia phải bị luân hồi đọa lạc. Đó là điều lầm thứ năm. Trong kinh nói, phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi kia, mà có kẻ chẳng tin lời Phật, khinh rẻ sự cầu sanh, há chẳng phải là mê ư? Than ôi, người không biết lo xa, ắt có sự buồn gần. Một khi mất thân này, muôn kiếp đành ôm hận, chừng ấy hối sao cho kịp. Từ Chiếu Đại Sư. Sư Húy là Tử Nguân, hiệu Vạn Sự Hưu, họ Mậu, người ở Côn Sơn. Bà mẹ nằm mơ thấy Phật vào cửa mà sanh ra Ngài. Năm 19 tuổi, Ngài xuất gia tu môn Chỉ Quán, sau nghe tiếng quạ kêu mà ngộ đạo. Lòng lời tha sâu thiết, Đại sư lập ra Bạch Liên Sám Đường, soạn nghi thức Bạch Liên Sám Pháp, thay chúng sanh lễ Phật sám hối, khuyên mọi người trì giới niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ngài lại trứ thực tập Viên Dung Tứ Độ Tam Quán Tuyển Phật Đồ, chỉ bày phần nhãn mục của Liên Tông. Vua Hiếu Tôn triệu Ngài đến Điện Đức Thọ giảng về pháp môn tịnh độ, ban cho hiệu là Bạch Liên Đạo Sư. Khi lâm chung, Ngài chắp tay mà tịch, lúc làm lễ trà tỳ, xá lợi hiện ra vô số. Đại sư dạy, nay ngươi muốn tu pháp niệm Phật tam muội, cầu sanh về tịnh độ để cho mau thành quả Bồ Đề, thì phần chánh hạnh là phải chuyên niệm Phật. Về phần trợ hạnh, phải dứt trừ điều ác, làm những việc lành, rồi đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương. Đó gọi là thả thuyền theo nước xuôi, lại thêm chèo chống, tất nhiên mau đến bờ vậy. Sớm tối chuyên tâm lễ Phật Di Đà, như chầu bậc đế vương, không để lỗi thời. Hành trì như thế lâu ngày sẽ được thêm sự thân thiết. Đến như niệm Phật, thì miệng niệm, tâm tưởng, tâm và miệng hợp nhau, lại phát lòng ân trọng, tin chắc không nghi, công phu mỗi ngày càng thêm thuần thục, tự nhiên tam muội được thành tựu. Khi lâm chung, thường 3 điều nghi, 4 cửa ải, hay làm chướng ngại cho sự vãng sanh, phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ. 3 điều nghi là: 1.
nghi mình tốt nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành ít, e không được vãng sanh. 2. Nghi mình bổn nguyện trả chưa xong, tham sân si chưa dứt, e không được vãng sanh. 3. Nghi mình niệm Phật, Phật không đến rước, e không được vãng sanh. 4. Cửa ải là 1. Hoặc nhân bị bệnh khổ mà trở lại hủy báng Phật không linh. 2. Hoặc nhân tham sống mà giết vật mạng cúng tế. 3. Hoặc nhân uống thuốc mà dùng rượu, dùng chất máu huyết tanh hôi. 4. Hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình. Lời phụ. Đại sư nêu ra thuyết tam nghi tứ quán, nhưng không thấy nói phương pháp giải quyết. Vì thời xưa, người tin hiểu đạo nhiều, có thể tự suy xét đề phòng. Hoặc giả, Ngài có nói mà sự sao truyền bị thất lạc đi chăng? Dù sao, đối với kẻ lòng tin cạn, kém hiểu biết, mấy điều trên đây gây ra sự nguy hại không ít. Này tôi xin nói sơ qua cách phá trừ, độc giả có thể nhân đây tự suy nghĩ hiểu rộng thêm ra. Phá điều nghi thứ nhất. Phật A-di-đà có bổn nguyện, những chúng sanh nào chí tâm tưởng muốn về cực lạc, niệm danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh, thì Ngài thề không thành Phật. Phật không khi nào nói dối, vậy hành giả phải tin nơi Ngài. 10 niệm là thời gian công phu tu hành rất ít, mà còn được vãng sanh, huống chi ta niệm nhiều hơn số đó. Lại nữa, dù kẻ nào nghiệp chướng nặng nề đến đâu, nếu khi lâm chung, chí tâm tin tưởng niệm Phật, thì quyết định sẽ được vãng sanh. Thuở xưa, Trương Thiện Hòa là người trọn đời giết trâu bò, khi lâm chung, tướng địa ngục hiện, sợ hãi niệm Phật, liền thấy Phật đến rước, cho đến loài chim sáo két, niệm Phật còn được vãng sanh, huống chi ta chưa phải là tệ đến mức ấy. Phá điều nghi thứ hai. Kinh Na Tiên nói, ví như hạt cát nhẹ, bỏ xuống nước liền chìm. Trái lại, tảng đá to nặng, nếu được thuyền chở, có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng như thế, nếu ta tin tưởng niệm Phật, thì dù còn nghiệp chướng tội nặng bao nhiêu cũng được vãng sanh. Vì nhờ nguyện lực của Phật tiếp độ, ví như tảng đá to mà được thuyền chở. Trái lại, nếu ta không tin tưởng niệm Phật, thì dù nghiệp tiêu nhẹ hết, chỉ còn như mảy tơ cũng vẫn bị luân hồi, vì không có Phật lực tiếp độ. Ví như hạt cải không có vật chi chuyên chở, tất phải bị chìm. Môn niệm Phật là pháp đới nghiệp vãng sanh. Vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si, e không được về Tây Phương. Thí dụ trên đây có thể phá luôn khoảng nghi về nghiệp nặng ở điều thứ nhất. Còn về bổn nguyện, có hai, đạo và đời. Về đạo, hoặc có người nguyện cất chùa hay nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu, chưa làm tròn, đã đến ngày giờ chết, phải nghĩ rằng chỉ tính tâm niệm Phật thì được vãng sanh, còn bổn nguyện rồi hoặc chưa rồi không có hại chi cả. Về đời, hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa xong, như trên có cha mẹ già không ai săn sóc, hay dưới có vợ con thơ dại không nơi nương tựa, tâm nguyện chẳng tròn nên lòng chưa yên, phải nghĩ rằng hiện thời ta sắp chết, dù có lo hay không, cũng không làm sao được. Nếu ta gác bỏ qua, chí tâm niệm Phật, khi được sanh về Tây Phương chứng đạo quả, thì tất cả bổn nguyện trái duyên đều có thể trả xong, tất cả oán thân đều có thể cứu độ. Phá điều nghi thứ ba. Người niệm Phật do bổn nguyện của Phật và công đức của mình,
khi lâm chung tất nhiên có Phật, Bồ Tát hay Thánh chúng đến tiếp dẫn. Chỉ cần yếu là lúc ấy mình phải chí tâm tưởng Phật, đừng nghĩ chi khác. Nếu nghi ngờ thì tự sanh ra chướng ngại. Tóm lại, khi lâm chung, dù thấy điều tốt hay không cũng đừng quản đến, chỉ hết lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng mà thôi. Phá chung bốn cửa ải. Người niệm Phật mà bị tai bệnh khổ, đó là do nhờ công đức tu hành nên chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời này, trả cho hết để được vãng sanh. Nếu trở lại nghi ngờ hủy báng là người kém tin hiểu, phụ ơn Phật, tự gây tội chướng cho mình. Thuở xưa, ông Ngô Mao tu hành chân chánh, nhân loạn lạc, bị giặc đâm bảy thương mà chết. Khi người em đến, ông bỗng tỉnh lại nói rằng: tôi đời trước gây tạo tội nặng, đáng lẽ khi chết phải bị đọa, nhưng nhờ đời này ăn chay niệm Phật làm lành nên chuyển quả nhẹ lại, phải chịu bảy vết thương này để trả bảy kiếp làm heo đời sau. Hiện thời Phật tiếp dẫn tôi về Tây Phương. Lấy một chuyện này có thể tỷ lệ suy ra để hiểu những điều khác. Lại thân này giả tạm tùy theo tội phước mà kiếp sống có vui khổ lâu mau. Người đã biết ăn chay, giữ quy giới, niệm Phật phải triệt để tin tưởng nơi Phật, tin chắc lý nhân quả. Khi bệnh hoạn hay lúc lâm chung, chỉ nên sám hối niệm Phật mà thôi. Rất không nên rước thầy Pháp, đồng bóng, giết sanh vật cúng tế, hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo, trở lại ăn mặn, uống rượu, hay dùng chất thuốc bằng máu huyết tanh hôi. Lại trong gia đình, từ cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, đều là do đời trước có nợ nần ân oán mới tạm hội ngộ nhau. Khi nhân duyên đã hết, thì mỗi người đi mỗi ngã. Vậy ta nên rũ sạch tình trần, cầu sanh Tây Phương để độ tất cả người ân oán. Khi cái chết sắp đến nơi, dù có quyến luyến cũng không thể đem theo, không làm chi được, mà chính mình phải bị luân hồi, không được vãng sanh. Nên suy nghĩ kỹ, ghi nhớ kỹ.